có những người đặc biệt với có Đức Thánh Linh hoặc được Đức Thánh Linh giáng trên họ. Như là các vị vua, các tiên tri, các nhà thầy tế lễ. In the New Testament, còn ở trong thời kỳ Tân Ước, the Lord Jesus said, Chúa Giêsu ngài phán rằng, I will go to heaven, ta sẽ về thiên đàng. But you will not be without help. When he was on the earth, he helped the disciples, he instructed the disciples, he provided for the disciples. Khi ngài còn ở trên đất thì ngài giúp đỡ các môn đồ, ngài dạy dỗ họ, ngài chữa lành cho họ. Còn lại chỉnh cho lấy nhau thì ba trở thành vị thiên thì khó là thì mong nghe. So he went to heaven. Nhưng khi ngài trở về thiên đàng, cái thần nó sống tu là. And for the first time, the Holy Spirit was poured out on all believers. Và bây giờ lần đầu tiên là Đức Thánh Linh ngài được ban cho giáng xuống trên tất cả các kẻ tin. Thế thì nó giờ sẽ thay sầu rồi. Và những vị tao phú là sẽ biết số tụ giáo kinh chén. And the supernatural things began to happen, and we read about this in the book of Acts. Vậy, chapter 2. Và những điều siêu nhiên, phép lạ bắt đầu xảy ra trong các sách của Công vụ đoạn 2. Thế thì và sự kỳ chỉnh chén và chỉ ra trong phần đại biểu luyện trong đó. Supernatural things are, like the word says, not natural. We cannot comprehend with our head alone. It is more than we can understand. It is more than what we can see. It is more than what we can hear. Supernatural. Above, way above natural. Và những điều siêu nhiên này có nghĩa là những điều vượt quá cái trí hiểu của chúng ta. Thế thì dòng này thì gọi là bao trà để biết được cái chân gì. Vượt quá những gì chúng ta thường hay thấy, thường hay biết. Bỏ tao để cho gì là biết nhau bỏ. So we are going to read this about this in the book of Acts, chapter 2, and we are going to read first in Vietnamese, verse 1 through 4. Please be very attentive. Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe, rồi chúng ta sẽ xem từ trong Công vụ đoạn 2. Chúng ta cùng đọc chung với nhau từ câu 1 đến câu 4. Bây giờ sai à, tôi chỉ trong on cái ý mình mới block. Công vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Right now just listen and at home you can study, yeah? Yeah. It is very important that we pay attention at. Yeah. Yes. Yeah. So they will be dry. They will be dry. First you want to read it. Okay, I will start to read. So now you read it. You read it. Oh, you read it. Which one? No, you have to read it. Okay. You go ahead. We can read it one verse. Yeah. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc trong tiếng Việt trước. Đọc vào cho chim đi. Công vụ đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Chúng ta bắt đầu. Đến ngày bây giờ chúng ta đọc trong tiếng Mông. Bây giờ mình lọc phần Mông, cái lọc. Thảo giò nữ thầy kê khò, cho trái vua dòng vua kê hào lúc tủ chế. Vua kê mô y tư xua tròn tròn, hồng tư sọng tư tùa lò cho hồng. Chá chế, vua cho sở đời nhỏ nở. Y giả lê y tư chua lọc lo, lưu xua tròn tròn, lợi bỏ y giả cho y tù lại tờ. Tận lớp vòng lòng cho lớn thua tù. Và chủ tù chúc đi lo cả đàn cho lớn thua tù. Kẻ lớn dở kia dở hài lưu giả lưu. Trở nên ba chủ tù chúc đi còn lớn hài. À,
Và bây giờ chúng ta đọc một lần rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc một lần nữa chậm rãi và tất cả chúng ta đều đọc nhé. Chúng ta đọc lại một lần nữa. 天末地雅各则取客。It says the believers were all together. Ở đây nói rằng tất cả các môn đồ đều nhóm lại. Có nói chỗ. Tàn cho chó chay và sự cho thân tí tua trong một kề. Anh nói về sự hiệp một. Tôi cộng với kề. In that power of unity. Và trong cái quyền năng của sự hiệp một đó. The Holy Spirit came upon them. Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ. Another word for the Spirit is also wind, but the Holy Spirit is not wind. The Holy Spirit is God. Và một từ ngữ khác nói là Ngài giống như là gió. Thôi ông hành chỉ để người dân ý thì chùa trời lắm đó. Nhưng Đức Thánh Linh Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. The Holy Spirit is God. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Sometimes He's also called the breath of God. Có những lúc Ngài được nói Ngài chính là hơi thở của Đức Giê-hô-va. Và ngọn gió hay là hơi thở các bạn không thể nhìn thấy được. Từ chùa là sự gió ba cái chỉ bỏ. But here it says that the believers heard a sound like wind. Nhưng mà ở đây thì nói rằng các môn đồ nghe một cái tiếng như là gió thổi ào ào. Thì sự khó nói về gió thật thì nó in từ trong từ chùa sắp ra. And then something very supernatural also. Rồi có một điều rất là siêu nhiên xảy ra nữa. On the head of each one. Thì các môn đồ cho thân tỷ nhìn thấy cái trên mỗi đầu của mỗi người. Appeared tongues as of fire. It's not fire. Và như một cái lửa lưỡi bằng lửa như là một cái lưỡi bằng lửa hiện ra và họ thấy là ủa sao có cái lưỡi bằng lửa hiện ra mà nó không có đốt cháy. Đó là sự biểu hiện siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Cho mỗi một người, trên mỗi một người. And now in verse 4, just the first part. Trong câu 4. And they were all filled with the Holy Spirit. Và hết thảy mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và chỉ từ lúc điều cả tàn cho lỡ chúa tử. What did it say? How many people were filled with the Holy Spirit? Kinh Thánh nói bao nhiêu người được đổ đầy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và chuyện hài bị trời tự tao giải bao nhiêu người. One word. All. Very good. Rất tốt. How many people in this room will today, now, get filled with the Holy Spirit? Vậy có bao nhiêu người ở trong căn phòng này ngày hôm nay sẽ được đổ đầy Đức Thánh Linh? Phòng nào? Bao nhiêu người? Bao nhiêu? Tất cả. Yes. You want that? Các bạn có muốn được đầy dạy Thánh Linh không? You want that? Yes. Ooh, this is very good. Rất là tốt. In verse, before we were reading,
In verse, don't go there. In verse 8, we were reading that the Holy Spirit would come upon us. Và trong câu đoạn 1 câu 8 khi nãy chúng ta đã đọc thấy là như khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các người. Upon, yeah. Giáng trên các người. In verse 4 now. In verse 4 that is just chapter 2. Và còn trong qua câu 4 của đoạn 2 chúng ta mới đọc. It says that they were filled. Thì nói rằng tất cả họ đều được đầy, được đầy đầy. The believer is being filled. Và người tín đồ đã được đầy dậy với gì? Okay. The Holy Spirit will come in, wants to come inside. Và Đức Thánh Linh Ngài muốn đến bên trong mỗi chúng ta. He comes. Okay, first of all, He is with us. Trước nhất là Đức Thánh Linh Ngài ở cùng với chúng ta. He comes upon us for power. Ngài giáng xuống trên chúng ta để chúng ta đầy quyền năng. Để chúng ta có thể làm được công việc của Đức Chúa Trời. Những phép lạ dấu kỳ. And now, it says He wants to fill us. Và bây giờ nói rằng Đức Thánh Linh Ngài muốn đổ đầy dậy trong ta. Jesus promised in the book of John, we just read it. Chúa Giêsu đã hứa trong sách Giăng mà chúng ta đã đọc. That He will send His Spirit. Là Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh Ngài. He will help us. Là Thánh Linh đó sẽ giúp đỡ chúng ta. And He will live for us, stay with us forever. Và Ngài sẽ ở với chúng ta đời đời mãi mãi. And here you read about supernatural occurrences when the Spirit comes. Và bạn mới vừa đọc thấy những điều siêu nhiên xảy ra khi Đức Thánh Linh đến. There's a strange sound like a loud rushing wind. Và họ nghe cái tiếng ào gió thổi như là tiếng gió thổi ào ào. And then appearance as it seemed to be like tongues that came at each one. Và lúc bây giờ giống như từng cái ngọn lửa, những cái lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi một người. And now in closing, we read the last verse. Và rồi cái phần sau của câu 4 thì nói rằng và mọi người khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và nói rằng những người đó bắt đầu nói những thứ tiếng khác như theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. They began to speak in languages. Họ bắt đầu nói ra một cái ngôn ngữ mà trước đây họ không hề học ở trong trường. How did they speak? Vì làm sao họ nói được? It says here in new languages or new tongues. Đây là ở đây họ nói các thứ tiếng mới. Còn nó là hai tỷ lù à che. Các thứ tiếng mới. Yeah. Yeah, trong bản dịch các bạn ghi là gì? Okay. Now how did they begin to speak with other tongues? How? Và làm sao họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác đây? Lời trả lời hay đây hai ta bị giả luôn. Does it say they went to school to learn like you learn English? Có phải là you learn Chinese? Ở đây có nói họ nói các thứ tiếng khác mà họ đã đi học ở trong trường như học tiếng Anh, học tiếng Hoa không? Họ không phải học tiếng Anh lắm, cả chỉ cả cái này cả luôn tất lai. They had no time to go to school. Họ không có thời gian để đi học ở trường. Đó là chỉ một sự học một cả đó. And these languages you cannot learn in school. Và những ngôn ngữ này bạn có đi trường học cũng không học được. Thế thì chuyện đó là dạy có một cả đó nhưng cả chỉ. These languages is the language that God gives each believer if He wants. Và đây là cái ngôn ngữ mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho từng mỗi một môn đồ tùy theo ý Ngài muốn. Họ nói giỏi trong ta cái việc bố cho chúa tôn trang trở nên như sạp tạp, sạp bút. Và cái ngôn ngữ này chúng ta cũng không hiểu. Thế cho lưu nó bê chỉ, tạm lắm. God gives us these languages so we can glorify Him with.
this new language. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta ngôn ngữ này để chúng ta có thể làm vinh hiển Ngài, tương giao với Ngài. Và chỉ muốn trả lời nó cho cái hài cho ba chỉ khen chúng ta cho sáng. The Bible says that he or she who speaks in new or different tongues does not speak to man, that cannot understand, but speak to God. Và Kinh Thánh nói rằng người nào nói tiếng mới thì người đó nói không phải với người ta mà nói với Đức Chúa Trời. Và là cô trả lời thì ba hệ luật tân giáo là chỉ ở hai trong này là chỉ ở hai trong ba chữ. The new languages are given to us by God, so we would glorify Him by faith using the new language, even though we don't understand. Và cái ngôn ngữ mới Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể làm vinh hiển, tôn vinh hiển Ngài, mặc dù chúng ta không hiểu. This is a wonderful gift. Và đó là một món quà kỳ diệu. Each one of us receives a special tongue or language for himself. Và I mean that only you speak on and you cannot understand, only God understands. Và mỗi một người nhận lãnh một ngôn ngữ mới mà bạn không hiểu nhưng mà Đức Chúa Trời hiểu. And with this new tongue, we either glorify Him or we can pray. Và chúng ta dùng ngôn ngữ mới này để tôn vinh Ngài hay để cầu nguyện. Để sử giáo luật dân giáo nó phổ ba chữ là sử để sử thọ ba chữ. It is the praying in tongues is also called in new tongues also praying in the spirit. Và việc chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới cũng được gọi là cầu nguyện trong thánh linh. Thế họ cái bế thọ được tự tại đó, họ đã sửa ta để bế à thọ chung và chuyển chung đi. Life gets very exciting when we begin to pray in other tongues. Và cuộc đời chúng ta trở nên rất là phấn khởi kỳ diệu khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện trong tiếng mới. Thế nên chúng ta nên à lắm là tao tao thọ bế hải tư. When we begin to pray in other tongues, we get pray the whole day and not get tired. Chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới, chúng ta có thể cầu nguyện suốt ngày mà không mệt mỏi. There are very many blessings to this new tongue that is a gift from God, a gift from the Holy Spirit. Và có rất nhiều phước lành ở trong cái ngôn ngữ trong tiếng mới mà Chúa ban cho chúng ta, đó là món quà của Chúa, món quà của Chúa. Chúng ta nhập phu, chúng ta nhập phu và đó không phải là điều gì mà tự chúng ta học được. Họ bây giờ sinh ra từ bé nhau bé trẻ cả tao. Nhưng mà đó là một món quà của từ Đức Chúa Trời. Để sinh ra đi dạ không có ba chữ phụ trợ. The Lord Jesus said before he left for heaven. Và Chúa Giêsu ngài đã từng nói lời này trước khi ngài trở về thiên đàng. Ở đây có bao nhiêu người là tin Chúa ngồi đây? Bao nhiêu người tin Chúa ngồi đây? That means each one of you will qualify for the sign supernatural occurrence that Jesus sent you for us. Điều đó có nghĩa là mỗi bạn ở đây đều sẽ kinh nghiệm những dấu kỳ phép lạ mà Chúa hứa sẽ xảy đến cho những người đi theo Ngài. Họ nhận biết số từ đó tạo giải thì phi chỉ họ ba chữ chọn trên thực tế là chúng biết số từ. Okay, what are the signs? Và những dấu lạ đó, những dấu kỳ đó là gì? Đây là tôi chỉ chỉ chính là rõ chỉ. Chúa nói là chúng ta sẽ rao giảng và khi chúng ta rao giảng supernatural manifestations will happen. Thì những dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. First of all, trước nhất, believers. It's only for believers. Dành cho những kẻ tin mà thôi. The first thing that Jesus said you will be able to do is cast out demons.
Và điều đầu tiên Chúa nói các bạn có thể làm đó là các bạn đuổi quỷ ra. Thay giáo khoa của bà chị là phải ổn là giáo viên gian đó. We will talk about that and teach about that next week. Chúng ta sẽ dạy về điều đó, nói về điều đó trong tuần tới. The next thing for the second sign that the Lord Jesus said would follow us. Rồi cái dấu hiệu thứ hai mà Chúa Giêsu ra rằng sẽ gặp theo những kẻ tin. Họ cứ on để chuyển cho giáo viên gian. Đó là chúng ta sẽ nói trong tiếng mới. Jesus did not say that some of us would speak in new tongues. Chúa Giêsu không nói là chỉ một số ít người nói đâu. He said we. Chúa nói là tất cả chúng ta. Speaking in new tongues. Và khi chúng ta nói tiếng mới. Is an evidence, one of many evidences that the Holy Spirit has really taken precedence in you. Thì đó là một trong những dấu hiệu mà Chúa Thánh Linh đã đến và ngự ở trong chúng ta. Ở đây là chúng ta chú ý cái lời là nho chặt cây là. We will pray và chúng ta sẽ cầu nguyện. The leaders will pray. Những người lãnh đạo sẽ cầu nguyện. For you to receive. Cho các bạn nhận lại. For the Holy Spirit to come. Để Đức Thánh Linh ngài đến. Upon you. Để ở trên các bạn. By faith you will receive him. Và bởi đức tin các bạn nhận lãnh tiếp nhận ngài. He will come on the inside of you. Ngài sẽ đến bên trong bạn. And as a result, và cái kết quả là supernatural things will happen. Những điều siêu nhiên sẽ xảy ra. Và điều thứ nhất, he gives you. Ngài ban cho bạn ability, khả năng to speak in a language that you didn't learn. Để nói trong một ngôn ngữ mà bạn chưa hề học. For some of us, for số người trong chúng this ta, new language, ngôn ngữ mới này, may just be in three syllables. Có thể mới chúng ta chỉ mới nói có hai ba âm thôi. You repeat the three syllables. Thì bạn cứ tiếp tục nói hai âm đó. Còn hai âm thì được rồi. Tiếp tục những âm đó. And God will add on. Và Đức Chúa Trời sẽ thêm vào. Và chỉ có những tí cho con. Và dần dần các bạn tuôn tràn ra như một cái ngôn ngữ. Ba mà đi tập cũng rồi để cho nó chỉ dạy cho con lại. When we have asked the Holy Spirit, the Jesus to baptize us with the Spirit and to fill us. Và khi chúng ta đã xin Chúa Giêsu rằng ngài bắt tên chúng ta bằng Thánh Linh của ngài, thì các bạn và tôi sẽ vâng lời, begin to worship, bắt đầu thờ phượng, bắt đầu nói ra trong tiếng mới, một ngôn ngữ mới, một ngôn ngữ của Thánh Linh được ban cho từ Đức Chúa Trời. Và ngôn ngữ đó không phải là chữ Hallelujah. Hallelujah là tiếng Việt. And English. Hallelujah là lục mong. New language we don't understand. Và trong ngôn ngữ mới thì chúng ta không hiểu. Thế là được chia với chị Bao. Được không? I'd like to know how many of you already speak in new tongues. You know that you speak in new tongues. Và tôi muốn biết là bao nhiêu bạn ở đây đã có cầu nguyện trong tiếng mới rồi. Bây giờ tôi nói tao, họ là chuyện hay là tất cả là. Very good. Very good. Very good. Put your hands down. This is a wonderful moment. Please stand up. Mời chúng ta đứng lên. Father, we thank you for your promise. Lạy Cha, chúng con cảm ơn ngài về lời hứa của ngài. Spirit of holiness. Thánh Linh của sự thánh khiết. Come upon us. Xin hãy đến trên chúng con. Come Holy Spirit. Lạy Đức Thánh Linh, xin hãy đến. Fill this room. Xin đổ đầy trong căn phòng này. Like in the book of Acts. Như ở trong sách Công vụ các sứ đồ. They were just together in unity. Và đang khi họ hiệp nhau lại cùng một chỗ. And the Holy Spirit came. Và Đức Thánh Linh đã giáng. And we expect you, Holy Spirit, to come now. Và chúng con cửa trong chính Đức Thánh Linh ngài đến. Come upon us. Đến trên chúng con. Touch each one of us. Rồi chạm đến mỗi một chúng con. Và xin Đức Thánh Linh ngài giáng đến trên mỗi chúng con. Come, Holy Spirit. Come. Đến trên mỗi chúng con. Fill this room. Đổ đầy trong căn phòng này.
Come upon each one of the believers here. Đến trên mỗi một người tín đồ ở tại đây. Like you did in the book of Acts. Như Ngài đã từng làm trong sách Công vụ của Chúa. Lord Jesus baptize us. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy làm bắt tên cho chúng con. And we will be obedient. Chính Đức Thánh Linh Ngài. Lòng con thần trước đi. Và chúng con sẽ vâng lời Ngài. Cái ông lòng con lời. Và mở miệng chúng con ra. And let the new language flow. Và để cho ngôn ngữ mới tuôn tràn ra. Cái hài ta sẽ được tận tận tuôn. Please, everybody, lift their hand. Và mỗi người trong chúng ta hãy đưa tay mình lên. Keep your eyes, open hands. Đưa đôi tay mình lên. Keep your eyes closed. Chúng ta tiếp tục nhắm mắt lại. Lạy Cha, nhân danh Chúa Giêsu. Và chịu Jesus vấn đề. Con nắm lấy uy quyền. Over the power of the demons. Trên mọi quyền của tà linh. In Jesus' name, I cancel every demonic assignment that would try to hinder the people here. I loose the power of the Holy Spirit. Con mở ra mọi quyền của Đức Thánh Linh. And I thank you for this divine moment. Và chúng con cảm ơn Ngài về giây phút thiêng liêng này. Chính Chúa Giêsu Ngài đang hiện diện ở đây. Để làm báp têm cho chúng con. Với một phép báp têm mới. Đó là phép báp têm bởi Đức Thánh Linh. Đó là phép báp têm bằng lửa. Chúng con sẽ vâng lời Ngài. Và nhận lãnh bởi đức tin. Và nói ra trong tiếng mới. In Jesus' name. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. I want you to look at me for one moment, please. Bây giờ tôi muốn anh chị em hãy nhìn nơi tôi một vài phút. And I ask you. Sai và tôi hỏi can anh I speak? Tôi có thể nào when nói? When I do this, khi tôi ngậm chặt miệng như vậy thì tôi có nói được không? Cảm ơn chồng hành động. We must open our mouths. À, chúng ta phải mở môi lưỡi mình ra. Bên lúc hành động. I have prayed. Tôi đã cầu nguyện. We have believed. Chúng ta đã tin. And now you can repeat with us. Và bây giờ các bạn có thể lặp lại theo tôi. Ta xin nói với những hành trận. We say thank you, Lord Jesus. Ta nói cảm ơn Chúa Giêsu. Và xin chào. Baptizing me. Vì Ngài đảm phép báp têm cho con. Con kính chào cháu cho kính chào con. Ngay bây giờ. Cháu đã xin con. Với Đức Thánh Linh của Ngài. Thưa con thưa chúa đi. Holy Spirit. Lạy Đức Thánh Linh. Lạy Đức Thánh Linh. Fill me now. Xin đổ đầy con. Xin đổ đầy con cho con. Ngay bây giờ. Đại sứ con. Fill me, Holy Spirit, to overflow. Xin đầy dạy con cho đến tuôn tràn ra. Có phô cho phụ là con cho con. And I will be obedient. Và con sẽ vâng lời Ngài. Cũng nói vâng lời Ngài. And glorify you. Và tôn vinh Ngài. Hẹp của con. In new tongues. Trong ngôn ngữ mới. Trong ngôn ngữ mới. Amen. 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 Now what we do? Bây giờ chúng ta làm gì? In closing. Phê là bây giờ. We keep our eyes closed. Chúng ta tiếp tục nhắm mắt. And we release what God put in us. Và chúng ta nói ra những gì Chúa đặt trong chúng ta. Với hãy điều mà chúng ta phô trợ phê cho từng trời. Và mở môi miệng mình ra. And let the new tongue flow. Và để ngôn ngữ mới tu tràn ra. Chia tì lù chia lọ. 1, 2, 3. 2, 3. Oh,
gian và còn kêu xin cho đất nước này được thần linh thiên tam quân hưng. Lòng còn mong sao thấy quê hương này một đất nước luôn dâng cho danh ngài và còn kêu xin cho mỗi tâm lòng được thần linh thiên tam quân hưng. Thank you.